Đây là những cô bác bán rau. Các bác này trồng rau ở nhà các bạn. Rồi xong cái cuối tuần họ rảnh, họ ra đây họ bán chơi cho vui. Nói chung là to có cái không khí là đỡ buồn nữa mà. Đây là rau tí tô nè, giáp cá nè, xà lách, rau chua hả? Bầu mướp. Wow, bầu mướp luôn á hả? Cái này về trồng nó lên hả con? Cái này về mình trồng thôi. Nó leo lên phải không? Leo vàng, mướp, bầu này hai thứ giống. Một thứ kêu bằng bầu sao là cái có mướp nữa hả? Nè, mướp hương nè. Ồ, đã quá. Bây giờ về nhà trồng một cách nào? Về anh lấy ra, lỗ. Rồi bỏ phân vô, rồi chút nguyên cục này rồi để xuống vậy là trồng thôi. Rồi, bao nhiêu một cây vậy con? Thôi 4 đồng. 4 đồng, một cây mướp, cây bầu đi. Ha, rồi. Giờ trồng thử coi nó có lên không. Ok. Bầu muốn lấy bầu bông hay là bé bầu màu xanh? Một cái thì màu xanh, một cái trái nó có bông. Cái nào không? Tùy theo thích. Có cho bông cho đẹp. Bông. Mấy con này là tự ươm giống nhà nè, rồi cái đem ra bán chơi vậy cho vui vậy đó. Nhờ. Cái mũi này lớn này ha. Cái nào trồng lên. Rồi mũi mướp thích mũi nào? Cái nào cũng được. Cái này đi được không? Cái nào ngon được, ok. Bây giờ về trồng liền hay là phải để từ từ? Vậy anh, bây giờ anh dẫn trồng cũng được mà còn không để tình sao trồng cũng được nữa. Rồi ok. Dạ, yeah, rồi. Mua ủng hộ cô. Dạ. Yeah. Cảm ơn nha. Còn chơi cho vui. Về chợ vui. Rồi, cảm ơn cô nha. Đây, bây giờ qua bên chị bên đây. Ủng hộ hết, bây giờ ủng hộ hết. Đó. Bây giờ qua đây ủng hộ chị gì ta? Qua bên này ủng hộ chị đi. Cái này là bán chơi cho vui cuối tuần phải không chị? Đúng không? Bán. Hay là bán mỗi ngày? Đâu có bán đâu, cuối tuần thôi. Cuối tuần thôi vậy thôi, bán chơi cho vui nè. Bán thứ bảy thôi. Ớt đâu bự bự đã luôn vậy ta? Nhà chồng hả chị? Không, nhà ông anh chồng. Nhà ông anh chồng á hả? Cô đi mua lại tại vì bây giờ bị chặt xương sống không dám làm gì hết. Dạ dạ. Đụng dạ. Cái gì vô cái là nó chặt lại nữa là coi nguy hiểm. Ồ vậy đó hả? Coi như là làm liệt luôn. Trời cho nên không có dám đụng một cái gì nặng. Dạ. Cầm cái ra ngồi bán chơi cho vui vậy đi cũng được. Ở ok. Nhà cái nằm buồn quá, tức cho nên ra đây ngồi. Cái này. Cái này thì 2 đồng phao. Rồi ok, lấy cái mướp đó cho em đi. Lấy mấy phao? Lấy 2 đồng phao hả? Lấy 2 phao đi. Rồi, mua cho chị bịch ớt nữa. Lấy trái lớn hay là trái nhỏ? Trái nào cũng được hết á. Trái lớn đi, cho nó đỡ mất công gọt nhiều lần. Trái này thì rồi. Sao còn mấy trái nhỏ nhỏ này thì mình kho nguyên á, mình ăn. Kho hả? Mình coi như kho chay, kho này, kho kia đó. Là dạ. Mình lấy trái lớn nhỏ nhỏ này mình kho. Mình không lấy luôn cả cái luộc. Cái này mình gọi là khổ qua. Khổ qua Ấn Độ đó. Khổ qua Ấn Độ. Ok. Rồi em mua cho chị một nải chuối nữa. Để em về em cúng ông địa. Ok. Mua cái này. Mua 5 đi. Chuyện nhỏ lấy luôn không sao. Rồi 2 đồng ớt. Nải chuối đó nữa. Rồi. Đó, cuối tuần ra bán vậy nó cũng có vui hay chị ha? Thì đó. Nó có cái không khí đúng không? Đúng rồi. Nhà hoài buồn. Ở nhà thì nó không có thoải mái tí nào. Dạ dạ. Thà ra ngồi chơi chơi vậy. Coi tivi trời nó nhức đầu. Tivi coi riết không còn cái gì coi luôn đúng không? Bảy đồng với cái nhánh chuối 3 đồng là tất cả là 10 đồng. Dạ, chị bán ở đây có bị đuổi không? Có. Ai đuổi? Cảnh sát tới. Ồ, cảnh sát tới hả? Cảnh sát tới thì chạy. Chạy hả? Gom kịp không? Gom kịp không? Không gom kịp để đại đó chị. Bỏ chứ đuổi thì từ từ gom. Bỏ của chạy lấy người. Dạ, bỏ của chạy lấy người. 10 đồng tổng cộng hả chị hả? Đây nè, chị lấy giùm em đi. Hai tờ đó. Một tờ.
Rồi hai tờ ha. Dạ, vui quá ha, cảm giác tới bỏ chạy. Bỏ của chạy lấy người. Bỏ của chạy lấy người, ok. Quá vui luôn. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị bán đắt nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, ba chị. Thật sự ở Mỹ mà nhìn thấy những cái không khí như vậy các bạn cũng thấy cũng đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ quê hương các bạn. Thấy có vui lắm, thường mình hay ủng hộ những cái cô này. Cô bán cho chơi cho vui chứ thực ra tiền bạc cũng không có bao nhiêu đâu các bạn ơi. Thật sự mà nói thì không có lời lớn gì bao nhiêu tiền, chỉ nói qua là có cái không khí cho họ vui cuối tuần ra đường này kia. Thường là cuối tuần tôi cũng hay ra mấy chỗ này chơi đúng không các bạn, để coi những cái bà con cô bác bán đồ ở đây nè, nó vui, nó có cái không khí Việt Nam đỡ nhớ nhà các bạn. Đồ đèn là bán dầu, những cái dầu rất là ngon, cực kỳ ngon. How much for this box? 15. 15? Yes. Oh, okay. $15. How many pounds? Yeah, 8 pounds. 8 pounds? Yes. Very fresh. Yes, we today in the morning. Đây là $15 cho một hộp dâu bự như vậy. Tới 8 pound luôn các bạn. Wow. Quá đã luôn nè. Còn ghê không? Những trái dâu rất là ngon và rất là tươi. Cái này về là làm sinh tố uống hả chị hả? Cái này lấy mình không biết có tiền mặt còn được mặt nữa. Ok còn excuse me bán tôi thôi kia chứ. Đây mình mua một hộp này mình về mình làm sinh tố uống. Ok, thank you. Thank you. À, ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nhớ subscribe các bạn ơi. Bye bye, hẹn gặp lại.